Thưa quý vị, thưa các bạn, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu của Việt Nam hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi. Đó là lý do kim ngạch xuất khẩu gỗ những năm gần đây không ngừng tăng lên. Với khoảng 4.500 doanh nghiệp, thu hút hàng vạn công nhân và trên 1 triệu hộ nông dân trồng rừng nguyên liệu, ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ đã thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế. Với Thanh Hóa, những năm qua, tỉnh này đã có nhiều chính sách phát triển kinh tế lâm nghiệp, nhiều mô hình trồng rừng gắn với chế biến có giá trị hàng chục tỷ đồng đang được triển khai ở nhiều địa bàn. Đến nay đã bước đầu hình thành được vùng nguyên liệu tập trung phục vụ cho các nhà máy sản xuất tại chỗ với giá trị xuất khẩu gần 85 triệu đô la Mỹ, giải quyết việc làm cho hơn 100.000 lao động. Những giá trị từ khai thác gỗ rừng trồng đã và đang là một thế mạnh của Thanh Hóa trong phát triển kinh tế. Đối với trồng lâm thì hiện nay thì có diện tích tự nhiên là 3.100 ha, trong đó là đất lâm nghiệp là 1.200 ha. Thì hiện nay thì đất giao cho các hộ dân nhận khoán là 700 ha, còn 500 ha là giao cho lâm trường quản lý. Thì trong quá trình phát triển ngành rừng thì hiện nay thì nó có cái phát triển kinh tế đối với các hộ dân trong cái việc mà trồng rừng. Thì hiện nay là một trong những cái mũi nhọn để cho bà con xóa đói giảm nghèo. Mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, nhưng ngành công nghiệp chế biến gỗ đang đối mặt với không ít thách thức và khó khăn, như nguồn nguyên liệu có chất lượng đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững còn hạn chế, mối liên kết theo chuỗi từ khâu tạo giống đến chế biến xuất khẩu giữa người trồng rừng với doanh nghiệp chưa chặt chẽ, hạ tầng lâm sinh chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chính sách thuế, tập trung đất đai để phát triển nguồn nguyên liệu còn nhiều bất cập, doanh nghiệp nhỏ còn khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Việc đầu tư phát triển thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu quốc gia về sản phẩm gỗ chưa được quan tâm đúng mức, tác động của các xung đột thương mại quốc tế và những thay đổi, điều chỉnh chính sách thường xuyên của các nước xuất khẩu nguyên liệu và nhập khẩu gỗ đã đang ảnh hưởng không nhỏ đến ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản. Các hiệp định thương mại tự do và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức đối với doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản Việt Nam. Tôi muốn nói một cái thành quả, đó là chúng ta đã có một số sản phẩm có thiết kế mẫu mã tốt, được thị trường khó tính chấp nhận. Và việc thứ hai, đó là cái việc chuyển giao công nghệ từ các viện, các trường, các kỹ sư, các nhà nghiên cứu đến với thị trường xuất khẩu sản xuất ở bước đầu tốt. Và đặc biệt, cái điều chúng ta đang đứng trên bằng chân của mình, đó là chúng ta đã các sản phẩm xuất khẩu gỗ hay là sản phẩm tiêu dùng ở Việt Nam, phần lớn tuyệt đại bộ phận là rừng trồng. Theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 thì chúng ta trở thành một trong những nước sản xuất, là một trung tâm đồ gỗ nội thất lớn của thế giới. Thì để cho chúng ta thực hiện được việc đó thì ngoài cái việc là sản xuất thì chúng ta phải đẩy mạnh cái việc trồng rừng và hỗ trợ để bà con cùng như các doanh nghiệp trồng rừng. Cái tiềm năng của cái ngành ghép thanh này thì đang rất là lớn, và thị trường trong nước và xuất khẩu thì bây giờ vẫn chưa, các cái doanh nghiệp sản xuất thì vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Cái việc trồng nguyên liệu ấy, quy hoạch về cái việc là trồng rừng ấy, để mà đảm bảo cái nguyên liệu cho các cái công ty sản xuất ấy, như chúng tôi ấy, thì rất là quan trọng và cần cái sự tham gia một cách gọi là rất là quyết liệt của cơ quan nhà nước. Mặc dù gặp những khó khăn do dịch Covid-19 làm sụt giảm lượng hàng xuất khẩu và các rào cản thương mại của các nước nhập khẩu, nhưng các doanh nghiệp trong ngành gỗ vẫn nỗ lực vượt khó, góp phần vào sự thành công của ngành gỗ Việt Nam. Là cái dịch này đến giờ này cũng chưa nắm rõ lắm là sẽ ảnh hưởng thế nào, nhưng mà biết chắc rằng cái mục tiêu của tăng trưởng của ngành gỗ năm nay ấy, là hy vọng là ngành gỗ sẽ đạt được, sẽ vượt qua những khó khăn trước mắt, đạt được để mà nhắm đến mục tiêu lớn hơn là 2025 là sẽ đạt được cái doanh số xuất khẩu là 20 tỷ đô la theo cái ý định của Thủ tướng Chính phủ. Theo như sự phát triển của ngành gỗ dán trong 5 năm hiện qua thì gỗ dán tăng trưởng đều đặn và vẫn tiếp tục tăng trưởng. Nhất là Việt Nam trở thành một trong những nước sản xuất nội thất hàng đầu châu Á bên cạnh Trung Quốc. Cho nên ngành gỗ dán vẫn tiếp tục tăng trưởng. Trong một số khó khăn nhất thời về điều tra chống bán phá giá về dịch Covid thì chỉ là nhất thời thôi. Chúng ta sẽ vẫn có một cái tương lai rất là hy vọng vì lợi thế của nguyên liệu Việt Nam, lợi thế về công nhân và lợi thế về tay nghề. Để có được nguồn nguyên liệu gỗ dồi dào cũng như nhân rộng mô hình trồng rừng gỗ lớn, công tác tuyên truyền về hiệu quả kinh tế trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng cần được tăng cường kết hợp, thực hiện chủ trương xã hội hóa các nguồn lực, các chính sách hỗ trợ đi kèm như bảo hiểm rừng trồng, hỗ trợ tín dụng để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển rừng trồng cung cấp gỗ lớn. Với đặc thù của tỉnh Thanh Hóa, với miền núi và chiếm 2/3 diện tích trên rừng trồng gỗ rồng rất nhiều, vì vậy ngành chế biến nông sản của tỉnh chắc chắn sẽ còn phát triển và phát triển rất nhiều. Các công ty đã được hỗ trợ và họ đánh giá rất cao về sự quan tâm của các cấp chính quyền, của Đảng và Nhà nước và các cấp chính quyền đã tạo điều kiện cho công ty mạnh dạn hơn trong lĩnh vực đầu tư công nghệ và mạnh dạn hơn trong việc đầu tư đất đai để sản xuất kinh doanh. Và với ý nghĩa đó thì Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng chúng tôi cũng sẽ tiếp tục trong giai đoạn tới 2021 và 2025, chúng tôi sẽ báo cáo Sở Công Thương và xin ý kiến định hướng của Cục Công Thương địa phương để chúng tôi tiếp tục xây dựng đề án điểm với ngành chế biến nông sản, hoặc là chúng tôi sẽ xây dựng những đề án nhóm gắn liền với những cái sản phẩm có tính thiết thực cao hơn mà được thị trường nước ngoài đang quan tâm. Với các địa phương đẩy mạnh phát triển gỗ rừng trồng, không chỉ giải quyết đầu ra cho bà con trồng rừng mà còn giải quyết công ăn việc làm cho các lao động tại địa phương, đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Các nhà máy chế biến gỗ cần được đầu tư hệ thống máy móc tiên tiến, đồng bộ, tính tự động cao, tiết kiệm năng lượng và giảm tiêu hao nguyên vật liệu để gia tăng sản lượng cũng như chất lượng gỗ, thúc đẩy phát triển thị trường gỗ nội địa, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho các hộ dân vùng nông thôn, miền núi, góp phần không nhỏ vào tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.